Thì xin chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay á, là nhà Tiền có nguyên một cái buồng chuối chín của nhà luôn cả nhà. Đốn bữa giờ thì nó cũng đã chín mùi hết trơn rồi. Hôm nay á, thì Tiền đổi món nha cả nhà, không có làm bánh chuối hấp nữa mà Tiền làm là món chuối chưng nha, để bán cho bà con ở trong xóm nha cả nhà ơi. Hôm nay thì Tiền sẽ bán là 5.000 một ly nha. Chín ba thì đang chuẩn bị lên thế vậy á. Đây, Tiền để mấy cái ly sẵn luôn nha cả nhà. Bạn ra múc cho nó màu. Đây, chút xíu nữa Tiền sẽ khui cái nồi chú chân của Tiền ra cho cả nhà xem. Soạn giờ chuẩn bị là nắp nè. Xong rồi mình chuẩn bị bọc đồ á cả nhà. Quên nữa, cái này mình để vô cái ly luôn đi. Múc về hả? Ừ, xuống mua chuối. Nay là mấy thím lại mấy gì thì cũng đang chờ đợi đang mua chuối chân của Tiền nha cả nhà. Bây sẽ khui hàng cái nồi chuối nha. Nồi xích lên mới được. Chuối chân chị ơi. Đây, chuối chân của Tiền này cả nhà ơi. Hôm nay là mình có bột bán, bột phai rồi nha. Giờ mình sẽ múc lai gai. Bà ba. Cái đó mua nhậu được rồi. Cá nó nướng nhậu hết sảy luôn. Uống rượu đế nghe, cá nướng là phải uống rượu đế. Được không? Em mang ngồi xích vô. Rồi, chú chân đây, chú chân đây. 5.000 một ly nghe, mãi vô. 2 ly á chị. Dạ. Đây, ly chú chân nè cả nhà ơi. Cái này là mình chưng sẵn rồi nha. Mình để nước cốt vô đầy đủ hết trơn rồi. Đây 5.000. Xe lấy cái đít vô. Đưa đít ra. Chuối chân 5.000 bao no luôn. Này múc từ từ nha cả nhà, tại vì mới ra lò cho nên là nó rất là nóng đó luôn. Wow, từ từ chú ơi, chú ơi. Rồi rồi rồi, tới luôn mất tài ơi. Nó nằm lụm đấy. Dạ, một ly đi. Thêm một ly nữa. Bán để cho trưa bà ăn. Rồi. Trưa rồi, lỡ gì bà Sáu ngủ bà Sáu không hay rồi, sao? Hỏi sao? Ồ. Ừ. Cho con cộng màu vô nó cho nó màu mè. Mà. Còn đói. 5.000 một ly, một ly 5.000 chuối chân đây. Ba hối, ba hối mình để vào phòng ít chút. Nhớ để vào phòng nha ba. Để quên á. Đó. Nhiều. Ừ. Bớt. Phải nước không? Ai cũng phải nước. Ai cũng phải chơi ít mà không giờ ai chuối. Bán khỏi bán chuối. Vậy mai mốt mình làm một khoai chút bán thôi. Rồi cảm ơn, mai mốt mình đừng có bán chuối, bán một khoai một bán thôi. Ôi không có chuối sao ngọt. Không có tiền. Để nước nhiều nhiều để bảo phải nước. Phải nước hả? Múc thêm một khoai mới được. Ừ. Nóng nóng này ăn ngon. Đây. Chú Ninh ly luôn hả chú Ninh? À, gõ mấy ly? 2 ly. Gõ 2 ly kìa. Múc chua gõ 2 ly. Rồi gửi chú Ninh luôn. Chị mới vô xị được. Sáng sớm mà kêu cho nhậu. Chuối chân đi. Qua đây, qua đây. Tới luôn.
qua đây cái rồi ngồi lên. Qua đây cái ngồi lên nó nhảy nhảy. Ừ. Đây. Sáng vui ghê mất cá. Gì mấy ly? 4 ly nha. Trời ơi cái mũ. Đâm lủng bọc luôn rồi. Rồi, Sa Pa đi cô bác ơi. Sức mạnh quá dữ. Mũ mà đâm lủng luôn. Đây. Đây. Phật tên quậy. Rồi gãy lên hai đây. 5.000 một ly quá rẻ luôn cả nhà ơi. Chú nhà nghe mới bán vậy nha. Ở chợ là bán bịch nhỏ không mấy ba, giống như bịch chè mình hay mua đó. Bà Tư, chú Chân bà Tư ơi. 5.000 đi. Đâu đúng lúc quá bà Tư ơi. Thôi đi chợ mà. Cô Châu, chú Chân, cô Châu ơi. Nghe bà Châu nói. Dạ. Dạ. Nhiều 5.000 ly. 5.000 ly. 4 ly 20.000. Sáu chú Chân sao ơi? Mua 1 ly ra coi về ăn chứ. Coi thôi, mua về coi không ăn nha. Không coi đừng bà ăn. Thấy thế này tao không khoái thiệt mà đi mua. Vậy đó ha. Vậy mua về cho ổng ăn đi. Ừ, mua về cho ổng ăn rồi. Chắc ăn rồi đó. Thế bà hai. Mua chú Chân về cho ông Tư ăn. Ừ. Ổng ăn trước mình. Đợi xíu từ. Ừ. Nóng mới nấu luôn, mới ra lò. Rồi. Cô Châu mấy ly cô Châu ơi? Ly hết cô Châu. Bao nhiêu sáu mà mẫu không? Mẫu cái nồi đi. Mẫu nồi đi, cái nồi đâu có chùi đâu mày. Ba ly. Ly nữa đi. Nói hay không, nhờ đợi chút xíu được bán được một bún đó. Sáu ly luôn hả Sáu? Dạ, để con chút xíu nha Sáu ơi. Rồi, để lồn cũng ăn chiên. Nhà mua mấy ly? Một ly. Mấy ly? 5 ly ha. Tiền đâu? Đây, nhớ đó mấy ngàn à. Cô cho ông ly kìa, không ai. Có ngàn thôi đủ gì lấy thêm, xin thêm, có ngàn. Cưa trâu trước nè. Nè, trâu trước thì qua đây. Ừ. Rồi. Còn ai nữa không? Con mấy con cá mày. Bà Tư nè. Bà Tư kìa mày. Nó. Sáu ly. Gọi nha, nha, nha. Bà Tư đây, bà Tư nãy giờ mới đợi. Cái mà tôi con bún bún. Vậy hả? Ở chung luôn đi. Đi như này bà Sáu đây. Cả nhiều rồi. Rồi cảm ơn luôn nha. Đây một ly. Bà Sáu mấy ly? Em Sáu mấy ly, em Sáu ơi. Sáu mấy ly nè. Nãy gáy nó là nó mua nó kia. Ai? Nhung. Vậy hả? Chú Chân đi. Lên. Đây nè, cho bà Tư trước đi con. Bà Tư. Chú Chân đi. Đem ở em Sáu mấy ly em Sáu? 2 ly. 2 ly nha. Cá nhỏ thì 15 nha. Bà Hai ơi, chú Chân không bà Hai ơi. Nè chai nè Hai ơi. Chai mặn đồ dùng được nè Hai ơi, đang nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Rồi bà Hai coi nữa rồi đó, cho ông Hai ăn rồi. Bà Hai chỉ coi thôi, cho ông Hai ăn đó. Ngon quá. Bà bói ăn chuối không? Đó hấp đi, hấp tốt dễ gì. Dễ tiêu quá. Cảm ơn nghe má Hai. Rồi cảm ơn luôn. Rồi hiếm sáu hai ly. Bác Năm chú Chân, bác Năm ơi. Chuối Chân, Chân chuối đây. Không cái này đó, không cái kia đó. Đứa này đó, cũng đứa kia đó.
ngang chỗ này là cái rồi thôi tao đi mặn rồi thằng đó gắn dạ. Giống rêu là bông bí gì lên là mẹ nói bữa nay mà tôi đi mặn rồi mà nhờ hên mà tôi còn ở nhà chú Út ơi dạ còn nữa nó đi về lấy miếng rồi đó còn gà mua găng đi ăn ăn tao bún sao nọ ăn thêm ly chè đi bảy cho nó no nóc luôn hai ly cũng sáu nắp đậy luôn đây ly đây ra lấy ly đây 10.000 ghẻ ơi Ben Bin lấy cái thao đem về luôn đi dạ còn nhóc còn nhóc còn cái hơn nửa nồi luôn á à đi coi ghe không nè đi xuống đi coi ghe nè đi không dạ dạ rồi đi xuống ba coi ghe nè dạ rồi dạ, Út đi làm bà sáu dạ rồi xe đó Út nắm nút đây vô xe dạ cái dạ mà sáu nghe cái dạ rồi dạ lớn lên dạ cái dạ năm dạ, ngàn mấy dạ. 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 Ngàn hả trời 5.000 à Út ơi cũng bán 10.000 dạ đi thôi nãy mình lấy 5.000 của bả luôn đi nghỉ thối qua đi thối còn la nữa hết hồn mà năm mấy ly bán ly ngủi ngủi kìa ngủi ngủi này nóng hổi luôn rồi đi ăn đây. Được đâu có đúng 5-2 ly con ly hả rồi bắt 5 ly bắt 5 chị ngủ rồi kìa bắt 5 ngủ đâu có đi ra mua kìa bà năm ơi là không 7.000 để mua 2 ly 7.000 đó ta nói rồi à ta nói có 7.000 rồi mà sao phải ép không à rồi bà ra bà lấy nè cũng 60.000 2 ly lấy cái ông kia 7.000 lấy cái bớt 12.000 bù qua đây mấy ly bắt 50 dạ nhận ly thôi chứ ai ăn 2 ly nha tôi thêm 6 2 ly gái thì 6 2 ly nè con hỏi con muốn trượng ly con ăn bứt ly đi bà ơi ra mua thêm nữa 5.000 ly à bói ăn không trời ơi không hỏi bói ăn không trả lời ăn cái mày ngoại nào ngoại dữ có bán ly phải không cho ngoại nó mẹ cho ngoại cho bà bối năm luôn mơ muốn năm luôn thôi chị năm luôn nãy cũng đưa tiền gấp trả lại tiền gấp chồng một ly ha dạ à, nhớ cho bà thông chứ nghe ơi cho bà thông chứ nghe có không bóng dạ. Rồi đây ly của bảy á ly của bảy hả để tưởng hả ừ này của mẹ nè lấy đây đi sao lấy luôn đi chú chân ba chạy bao nhiêu số ơi đem cho bèn nhìn cho cho bà đi à. Này của mẹ con để xếp vô luôn hả về xếp vô luôn đi vô hai chú chân đó. Hai ơi dạ dạ bán chuối trước nha cả nhà hết chuối thì mình ăn bột bán bột vai ngon Thảo hỏi ba ăn chuối chân không ăn bún á dạ cá lóc mới nhảy kìa em sao ơi ba ly hả có được ba ly rồi hên quá nhung rồi không nhung nào ba miếng bốn miếng nhiều chuối quá ăn ngán lắm ừ đây ăn bo đó bo lại mua hết nè một ly ha đây ô Phật này là ly nhỏ ta ly đít nhỏ ừ. Rồi ghé con luôn cảm ơn nha nói 15.000 luôn đít nó nhỏ quá nó để nó muốn lật ha khác dạ. Ly nãy hả nè ly này im nè ly đó là ly đít bằng ừ cỡ này ly đít hơi nhỏ đít nhỏ tôi chồng bo trước rồi phải không ừ. Chú Trân Sáu ơi chú chân nhậu sao ơi
rượu cay kìa. Nhậu ngon à. Nhậu là ngon luôn đó. Rượu đắng chứa ngọt. Ba ly hết ba. Còn mấy ly nó hết rồi. Hồi nãy bảy lấy rồi phải không? Bảy lấy rồi và sáu lấy giùm. Tại giờ hôm nay không biết bán lời lỗ ra sao cả nhà. Chú này là chú nhà cho nên là không sao. Không có lỗ. Ở giờ này bác Chính chưa hất nữa hả ta? Bác đi bó gao. Ủa cái này đi bó gao hả? Ừ. Thế ba ăn không? Con chờ lên ly. Dạ con ly đi. Ly ha. Làm thêm ba ly cả nhà ơi. Để bác hồi không có ăn ra làng nữa. Đây của ba đây. Nhưng mà ship giùm con luôn nha. Không mối nữa. Còn có ai bóc mối nữa nha. Này còn 1 ly, 2 ly, 3 ly nữa hết rồi. Còn dư bột bán với bột khoai nhiêu thì mình để ở nhà mình ăn nha cả nhà ơi. Chưa ăn đi. Dạ. Còn 3 ly con ăn một bát khoai và con ăn chuối. Hái ăn một bát một khoai. Còn 3 ly nữa. 3 ly nữa. Bắt mới đi. Đi rửa tay cái thím Sáu bên này bán bún gì vậy? Cua. Hồi ăn bún cua. Ngày nào thím Sáu cũng để xe đẩy này đi bán cho cả nhà. Bữa nay có đẩy nữa không sao? Có buổi trưa. Buổi trưa đẩy ha. Sáng bán tại chỗ. Chừa con tôm nha. Gà muống này ngon nè, gà muống con nhút ngon. Có muống con nhút. Cầm sáng ly nữa đi tiền. Thêm sáng ly nữa hả? Ngon không? Chè vừa ăn không? Vừa ăn không sao? Thêm sáng tiện ly nữa cả nhà. Đường 2. Dạ. 5 ngàn một ly. Đây. Chú Chân chú người Chân. Đẹp ơi. Ấm hậu vài ly coi. Ấy rồi. Thêm 6 ly nữa đó. Mua cho chú 6. Rồi gửi 2 luôn. Cảm ơn nha 2. Chú Chân. Chú Chân cái con. Con nhỏ nhậu nó nên không ăn. Không ăn chú Chân. Thiếu luôn. Bán thiếu luôn. Lại. À, 5 ngàn ly, ly 5 ngàn. Bỏ lên đó lại đi, vẫn thiếu, bỏ lại chịu không? Trời, cảm ơn chị nha. Chào anh Vinh. Chào. Mất cỡ, con trai gì mất cỡ dư trời. Con trai gì mất cỡ vậy? 96 ly á. Lại mang ly nữa là hết rồi. Ừ. Không còn ly nữa ba. Ừ, ba múc ấy nhiều á, nước nhiều á, bán nhiều á. Nữa ha, phái nữa ha. Đây. Nè, sao? 6 ly nữa sao rồi? Sao 6 ly mới đụng, hồi nãy giờ mới 3 ly, còn 3 ly nữa. Còn ly ấy đi. Nè, có thêm 3 nè. Được rồi, có 3 ly nữa chứ nha, vui. Còn ly nữa múc. Nói bán mà chưa ở nhà ăn thấy lỗ rồi đó. Bán mà chưa ở nhà ăn thấy lỗ rồi đó. Còn đi đợi 6 kêu là sao mày không chưa ở nhà ăn luôn đi. Thôi múc còn nhiêu chừa cho Trang ly đi. Còn còn một bán không mà hết chuối rồi. Ờ, bán hết chuối rồi. Cha con cũng ưa lắm. Để bắt cá về nước. Cá hầm tông về nước. Ông Út. Út còn hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Chờ cho cha đi. Tính mời cha ông mà hết rồi. Ly bự nè, ly này không lấy đâu, lấy đi cái đít thì ghét à, nhỏ xíu. Gì hả? Hết rồi thím ba ơi. Hết rồi. Ở
mua tô bánh tay tôi nè. Giờ không kiếm lời. Lại, kiếm lời. Ở cái này nó nắp này, cái này không giống. Không giống hả? Không được. Đè mạnh xuống. Bật xuống lên hoài. Đè mạnh xuống. Nè cho Úc Dương nè. Úc Dương phái lắm. Úc Dương không ăn chuối, Úc Dương phái nước. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Rồi, hết trơn cả nhà. Mẹ nắp lên luôn. Thôi con không ăn độc học rồi, lỡ bỏ ly con rồi đó. Nhắc qua. Nhắc qua đi. Con không ăn độc học. Nè, để ly đó con ăn luôn đi. Để ly nắp. Để nắp liên dương đi. Nè, em rút liền đi. Mà cái nhà ăn bột bán bột khoai. Hết chuối rồi, không mời chuối. Vậy chứ ngon. Ừ, ngon lắm bê. Ngon. Béo. Cái giọt cuối cùng mà. Thì, quên nữa, không tiền. Quên đếm tiền nữa. Chút xíu nữa à. Nãy đâu có tiền vốn đúng không? 40, 60, 70, 80, 90, 100. Hết rồi, còn hết rồi. Mua hay gì hết? 10, 20, 30. 10 nữa. 40. 45, được 145 ngàn cả nhà ơi. Chú nhà nghe cho nên là không biết lời lỗ bao nhiêu nha cả nhà. Thì cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị video sau. Bye bye, bye, bye.